Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em Quang này đang có mặt tại xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông mọi người nhé. Hôm nay em quay em bán một cái cây xăng này. Đó, đất là đất thương mại dịch vụ, sổ sách đầy đủ mọi người nhé. Sổ là sổ 8 sao. Trên là 40 mét mặt đường này. 40 mét mặt đường nhé. Cái nô này thì nó nằm trên cái đường này là đường tỉnh lộ 681 nha mọi người nhé. Từ đây mà cách trung tâm chợ Đắk Bút So cũng như là trung tâm huyện ấy thì em nghĩ rơi vào khoảng tầm cỡ 3 cây số thôi mọi người nhé. 3 cây số là ra tới trung tâm huyện và trung tâm trường chợ cũng như là trung tâm chợ búa của Đắk Bút So nhé, của huyện Tuy Đức nhé. Từ đây mà cách đường quốc lộ 14 thì rơi vào khoảng tầm cỡ 30 km mọi người nhé. Khoảng tầm 30 km là ra tới đường quốc lộ 14 cũng như là thị trấn Kiến Đức. Đó, đường này đường tỉnh lộ 681 này. Khu vực đây là dân cư rất là đông. Đó, em quay cây xăng này thì đợt trước đây á là cây xăng quân đội thuê mọi người nhé. Cây xăng quân đội thuê mới hết hạn là 1 tuần. Đó, có đất chứng nhận là mình giấy phép kinh doanh này, làm cây xăng này và đất thương mại dịch vụ và bên phòng cháy chữa cháy. Nói chung là cái lô đất này nếu như anh chị em mua để kinh doanh thì bác chủ nhà sẽ sang nhượng lại toàn bộ giấy phép hoạt động kinh doanh cây xăng này mọi người nhé. Đó, cái lô này là tổng chiều ngang của nó là 40 mét, đuôi nở hậu mọi người nhé, đuôi nở hậu. Đó, đất là đất thương mại dịch vụ đấy. Còn bây giờ em sẽ quay ở chỗ cây xăng. Bên này là mình có một căn nhà gỗ lớn mọi người này, mình để ở này, căn nhà cấp 4 rộng rãi luôn này. Đó, còn bên này là cây xăng. Đây mọi người thấy là công ty xăng dầu quân đội nhé, công ty xăng dầu quân đội khu vực 3. Đó, cây xăng dầu là 48. Đó, gồm có 4 cây, gồm 2 cây dầu và 2 cây xăng này mọi người này. 2 cây dầu, 2 cây xăng này. Đó, bên đây là cái phòng để mình phòng để làm việc này. Đó, đây mọi người nhá, trong đây cơ. Đây có một cái phòng này. Bây giờ mình sẽ quay phía sau cho mọi người tham khảo. Đây là cái bồn chứa mọi người. Đây là cái bồn chứa nhá. Đằng sau đây thì đây, cái nô của mình đây là giáp ranh từ cái đường này mọi người. Cái đường này là cái đường của nhà người ta này, là mình giáp ranh từ cái đường này sang bên phía bên kia, chạy dài xuống dưới. Phía sau này thì trên đất ý, hiện tại là bác chủ nhà đang xài giếng khoan mọi người nhé. Đường sau thì nó không có hồ đâu. Đất nó bằng như thế này, bằng thoải từ đây xuống dưới. Hiện tại phía sau này thì bác chủ nhà nó đang trồng dâu rồi mọi người. Nó đang trồng dâu nuôi tằm nhé. Đó, chất đất ý, đây thì nó là chất đất đỏ ba gian tây xốp nhé. Không có một tí đá nào luôn. Đó, chất đất đỏ ba gian tây xốp này. Đất nó bằng như này mọi người nhé. Lô mình là giáp từ cái vườn mắc ca bên này đổ sang, đó, chạy dài xuống phía dưới. Tổng diện tích của lô đất này là 8 sao. Và đất thương mại dịch vụ thì bác chủ nhà nói là 150 mét. Ví dụ như là anh chị em mà mua cái mảnh đất này thì em có xin sổ của bác chủ nhà ấy chưa gửi cho em. Nhưng mà lấy số hình sổ xong rồi em mới sẽ gửi cho mọi người nhé. Ví dụ như là anh chị em nào mà xem cái mảnh đất này thì kết bạn Zalo cho em Quang qua số điện thoại góc trái màn hình video. Em sẽ gửi vị trí hoặc là gặp em Quang, em Quang sẽ dẫn anh chị em tham khảo cái mảnh đất này và thương thảo thêm giá cả với chủ nhà nhé. Đó, cây xăng dầu. Đây là phía bên dưới, đây là bồn chứa này. Đó, hiện tại bây giờ là cây xăng này thì quanh khu vực này bán kính khoảng tầm 4-5 cây xung quanh khu vực này, 3-4 cây xung quanh khu vực này là không có cây xăng nào hết. Và chỗ này thì buôn bán rất là tốt nha mọi người nhé. Đó, nếu như ai mà đã từng đi ngang qua địa điểm này thì biết cái cây xăng này. Nó dân cư rất là đông luôn, rành biên ranh giới rõ ràng. Thì cây xăng này thì bữa nay bác chủ nhà đang kẹt nha mọi người nhé. Đợt trước thì bác chủ nhà nó cho thuê. Đó, bữa nay thì bác chủ nhà bán luôn. Cũng có mấy người hỏi em rồi nhưng mà lô này thì bác chủ nhà là bán luôn cả đất luôn để sử dụng cho công việc của mình. Đó, đường thông nha mọi người nhé. À, còn cái đường này là đường tỉnh lộ 685 này mọi người. Từ đây mà cách khoảng tầm cơ khoảng tầm em nghĩ nó rơi vào khoảng tầm 2 cây số nữa thôi, 2 cây số nữa là đi ra tới đường quốc lộ 14C mọi người nhé. Một đường phía bên trái em á, tới ngã ba là rẽ bên trái thì là đi về xã Quảng Trực mà và đi về tỉnh Bình Phước nha mọi người nhé. Và nếu mà mình đi khoảng tầm 2 km đó
tới ngay ngã ba đó mà mình rẽ bên tay trái theo đường quốc lộ 14C, mà mình rẽ bên tay trái là đi về huyện đã xong mọi người nhé, là đi ra tới ngã ba Đồn 8 đó. Còn nếu mà từ cái hướng này là mình về tới trung tâm huyện Tuy Đức, đi theo đường tỉnh lộ này là về tới trung tâm huyện Đắk Lấp luôn mọi người nhé, là về tới đường quốc lộ 14A cũng như là chợ Kiến Đức đó, là tới đây về tới chợ Kiến Đức đó, là khoảng tầm có 30 cây đó, dân cư đông đúc như thế này, địa thế thì rất bằng nhé mọi người nhé. Đăng ký giấy phép là giấy thương mại dịch vụ đó, bán cây xăng và phòng cháy chữa cháy này, nói chung là các giấy tờ liên quan để mình mở cây xăng hoạt động trở lại bình thường thì bác chủ nhà sẽ sang tên đầy đủ hết giấy tờ pháp lý cho mình nhé. Đó, tổng diện tích là 8 sao, giá bán là 5,5 tỷ. Thì nếu như anh chị em mà có ưng cái mảnh đất này, em sẽ dẫn và thương thảo thêm giá cả với chủ nhà mọi người nhé. Đó, đã làm sẵn hết rồi, bây giờ mình chỉ về mình hoạt động thôi. Xin giấy phép thì bác chủ nhà sẽ làm sang tên giấy phép đầy đủ cho mình. Bên này thì mình có một cái nhà gỗ lớn này, thì em nghĩ riêng cái nhà gỗ này không, nó rộng tới cả gần 100m² đó mọi người. Đó, cửa gỗ này. Hôm nay là bác chủ nhà em lúc nhờ em quay ấy, là bác chủ nhà chưa có ra đây nên là chưa có mở cửa em quay ở bên trong nhà được. Thì bên trong đây thì cũng ngăn phòng hết rồi mọi người, nhà vệ sinh, nhà tắm đầy đủ hết là ở bên này. Đó, đường sau đây thì cái khuôn viên đằng sau đây nhá. Thì chỗ này thì mình có thể mình trải chút lại, mình xây dựng lại. Thì buôn bán cây xăng rất là ok nó mọi người nhá. Anh chị em nào mà yêu thích cái cây xăng này, mình về hoạt động làm cây xăng thì alo cho em Quang nhé. Cây xăng dầu Quân Đội nằm tại địa chỉ Đắk Bút So. Đó, xăng toàn bộ là cái giấy phép, giống như là cũng như là giấy phép xây dựng này, giấy phép kinh doanh này, phòng cháy chữa cháy này, nói chung là nó rất là nhiều loại giấy tờ đấy mọi người. Là chủ nhà là làm toàn bộ từ A đến Z và sang tên cái lô đất này cho mình. Đấy, cái nô mình là giáp ranh với cái hàng rào bên này của bác chủ nhà bên cạnh này. Đó, chạy dài thẳng dưới luôn. Bên mình đây thì cũng có bồn nước đầy đủ hết rồi mọi người nhé. Đó. Rồi, em xin dừng video tại đây. Anh chị em nào quan tâm cái cây xăng này thì alo cho em qua nhé.